Thưa thầy, con đọc kinh thấy nhiều trường hợp các vị thánh đệ tử bị bò hút chết, như trường hợp một vị trong kinh Trung Bộ 140 sau khi được Phật dạy cả đêm tới sáng đi kiếm y bác để xuất gia thì bị bò hút chết ngày Bát Hí Giá. Thì sau khi nghe một bài kệ ngắn của Đức Phật thì đắc A-la-hán, sau đó đi kiếm y bác để xuất gia thì cũng bị bò hút chết. Cho con hỏi ngày xưa ở Ấn Độ nhiều bò điên chạy rong lắm ạ, hay là do có nguyên nhân gì sâu xa hơn? Riêng hai trường hợp mà quý vị nói á, là trong bài kinh Bát Hí Giá và kinh Trung Bộ 140 á, thì hai vị này là có một cái nhân duyên đặc biệt là vào kiếp quá khứ. Hai vị này nằm ở trong cái nhóm là năm năm chàng công tử thuê một cái cô kỹ nữ đi vào rừng để chơi. Nhưng mà cô kỹ nữ này đó cổ mang vòng vàng theo nhiều quá, cho nên là năm cái anh công tử này đó chơi bời chán chê rồi đó thì nảy lòng tham, và thế là giết cô này và cướp tài sản. Cái cô này đó khi mà cổ chết thì cổ oán hận năm chàng công tử này, và cổ có ý muốn trả thù mãnh liệt. Cổ nguyện là nếu như mà luân hồi có tồn tại đó là ta sẽ trả thù năm con người này. Quý vị thấy nó hợp lý hết. Theo cái kiểu của thế gian này đó thì bây giờ năm người này thuê mình đi chơi cho đã rồi là giết mình rồi cướp tài sản, thì theo suy nghĩ thường tình là cái chuyện mà hận thù đó là có thể giải thích. Nhưng vấn đề của thế gian này là chúng ta khổ vì những cái đương nhiên như vậy. Là tại sao? Tại vì đến khi mà trả thù được á thì cái cô này đó thì cổ tái sanh làm con dạ xoa. Còn những vị này á là đời xưa ham chơi như vậy đó, nhưng mà vô tái sanh vào đời này lại là những vị có ý muốn xuất gia và có trí tuệ, có thể tu hành và chứng đắc đạo quả. Và rồi thì cô này cổ trả thù được như ý muốn, nhưng mà những cái nghiệp là cổ phải làm. Tại vì đó, quý vị đừng có nghĩ là năm vị này là khi mà làm cái nghiệp đó rồi là năm vị đã thoát nợ. Có một điều mà sư không thấy ở trong chú giải có nhắc tới, nhưng mà sư nghĩ, sư đoán thôi. Là năm năm vị này tại sao mà không gặp cái cô này sớm mà lại gặp chờ tới thời Đức Phật á, năm người này á, lên đi tu xuất gia chứng đắc đạo quả rồi chưa xuất gia nhưng mà chứng đắc đạo quả rồi mới gặp để cô này cô trả thù. Tại vì trong thời gian đó, trong thời gian còn lại là năm người này ở địa ngục rồi, họ đã trả cái nghiệp đó ở dưới địa ngục rồi, nhưng mà cô này đó là cổ phải là tự mình trả thù thôi. Quân tử trả thù là nhiều đời nhiều kiếp chưa muộn. Chính bởi vì như vậy đó là khi cô trả thù là cô trả thù những vị thánh, thành ra đây là cái lý do đặc biệt. Còn cái chuyện mà bò ở Ấn Độ á thì ở xứ đó thì cũng có nhiều con bò điên lắm chứ không phải là không có. Bằng chứng á, là ông hoàng Mahanama có lần á, ổng đi đến ổng gặp Đức Thế Tôn và ổng nói là: Bạch Thế Tôn, trên đường đi con thấy rất nhiều những con bò điên nó chạy tùm lum, rồi rất nhiều những con ngựa điên, rất nhiều những cỗ xe điên, rất nhiều những con người điên mà chạy tùm lum. Thì lỡ mà những con bò điên đó nó hút chết con, hoặc là những cỗ xe điên đó, nó tông chết con, vân vân, thì con sẽ đi lên hay đi xuống? Đó. Đức Thế Tôn trả lời ngắn gọn là khi mình sống đó, mình làm thiện nhiều hay làm ác nhiều thì mình sẽ tương ứng đi về cảnh giới đó. Giống như cái cây nó nghiêng về bên nào thì khi đổ nó sẽ ngã về bên đó. Về cái vấn đề này thì không biết là sư Tuệ Tường có bổ sung gì hay không. Kính thưa Đức, kính thưa quý vị, đi câu hỏi này Đức Hạnh Tuệ giải đáp mình là rất là tỏ tường rồi, cho nên chắc sư xin lướt qua câu hỏi này.